Sự thật hay giả thiết, chỉ có duy nhất một loại ho, đó chỉ là giả thiết. Thật sự là có hai loại ho khác nhau. Khi bị cảm hoặc cúm thông thường, ho thường diễn tiến thành ho có đàm hoặc ho khan. Hai loại ho này có các đặc tính khác nhau. Vì thế, việc khuyên dùng thuốc ho OTC phù hợp với từng loại ho là rất quan trọng. Ho khan thường gây ngứa rát cổ họng, làm người bệnh khó ngủ vào ban đêm và gây mệt mỏi cả ngày hôm sau. Để hỗ trợ các bệnh nhân này, cần khuyên họ sử dụng các loại thuốc giảm ho. Vì các loại thuốc giảm ho có tác động làm giảm cơn ho, qua đó giảm tần suất và mức độ ho. Thuốc giảm ho giúp giảm kích thích ho chỉ sau 15-30 phút và duy trì hiệu quả lên đến 6 tiếng. Khác với ho khan, ho có đàm là kết quả của việc tích tụ đàm nhầy trong đường thở và cần được tống xuất ra ngoài. Ho có đàm cần được điều trị bằng các thuốc lông đàm, như thuốc ho Bisovol với hoạt chất Bromhexin giúp loãng đàm và lông đàm hiệu quả. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng Bromhexin giúp tống xuất đàm dễ dàng ra khỏi hệ hô hấp, làm giảm các triệu chứng đến 50% chỉ sau 5 ngày sử dụng. Đó là lý do có đến hơn 379 triệu liều dùng đã được sử dụng bởi các bệnh nhân trong hơn 50 năm qua. Và vì sao Bisovol được tin tưởng lựa chọn để điều trị ho? Bởi các bác sĩ, dược sĩ nhà thuốc và chính các bệnh nhân. Lựa chọn đúng liệu pháp để điều trị các loại ho khác nhau cũng đơn giản như lựa chọn đúng loại bột giặt phù hợp. Có bột giặt dành riêng cho áo trắng, áo có màu và thậm chí là bột giặt sử dụng kết hợp cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy vậy, ai cũng biết rằng loại bột giặt đại trà sẽ không giúp quần áo trắng sạch hoặc giữ màu tươi sáng như mong muốn. Vì thế, tốt nhất nên lựa chọn một sản phẩm chuyên dùng cho từng mục đích khác nhau, tương tự như việc điều trị ho vậy. Bisovol loãng đàm hiệu quả cho cả gia đình. Để điều trị ho có đàm, bạn cũng có thể tin dùng Mucosovan. 92% bệnh nhân hài lòng với hiệu quả của Mucosovan và lên đến 97% hài lòng với khả năng dung nạp của thuốc.